Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong nội dung video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách để cài đặt cái camera trên điện thoại iPhone làm sao để quay với chất lượng là 4K, sắc nét và siêu mượt các bạn nhé. Nó còn có một chút là tích hợp cái chế độ chống rung. Đó. Như bình thường thì cái camera của chúng ta, nếu bạn nào mà mua điện thoại thì không để ý dùng điện thoại, thì không để ý là khi bật video lên quay đó, thì các bạn để ý này có 720 thôi. Đấy. Vậy thì các bạn cùng xem mình cài đặt cái camera này nhé, để các bạn có thể quay video nó sắc nét hơn các bạn nhé. Nào, chúng ta bấm vào cài đặt nhé. Ok. Sau đó các bạn kéo xuống, các bạn tìm cho mình cái dòng đó là camera nhé. Rồi, chúng ta bấm vào camera. Ok các bạn, tiếp tục bấm vào tiếp vào dòng quay video. Rồi, thì chúng ta tích xanh vào cái dòng 4K tại 30. Đây các bạn nhé, đó. Ra kiểm tra lại camera. Thì bấm vào video. Đây các bạn, bây giờ thì từ bây giờ các bạn quay video nó sẽ có chế độ 4K các bạn nhé. Rất là sắc nét luôn, rất là mượt các bạn nhé, êm ru luôn. Vâng, mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách cài đặt camera để các bạn quay video sắc nét hơn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên kỷ niệm mình một like, một đăng ký kênh nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.